Lẩu gì mà chỉ có 29k một nồi? Lại là 30 giây quán ngon đây. Chỉ với 29k ở đây có rất nhiều sự lựa chọn nha. Nào là lẩu cá hú, còn có cả lẩu đồng quay cá hồi, xuất sắc luôn. Còn có em lẩu thái với topping cũng rất gì và này nọ. Lẩu thái còn có tôm viên, cá viên, bò viên, tôm mỡ. Các topping và cá viên ở đây nhìn chung khá tươi. Còn nước lẩu thì tất cả các loại lẩu đều dùng chung một loại nước là chua cay. Nước lẩu thì đậm đà, rau cũng tươi, còn có cả món ăn kèm. Nói chung một phần 29k khi được bưng ra khá là tươm tất. Trước khi tới đây bụng mỡ khá bất ngờ về giá, nhưng sau khi ăn xong bất ngờ thêm về dịch vụ. Nhân viên phục vụ khá là nhanh chóng và chất lượng đồ ăn thì tao nói tuyệt vời. Nếu ngán lẩu thì chúng ta có thể order bò sốt phô mai này. Giá của em nó thì 49k nhưng rất là nhiều bò nha. Ăn kèm với bánh mì nữa thì tao nói quá ngon cho một cuộc tình. Lẩu nướng buffet mà chỉ có 99k, làm sao để ăn được cái giá đó, thì đi theo chân bụng mỡ nha. Đảo bảy hải sản còn tươi sống bao gồm có nè hào nè, tôm càng nè, ghẹ nè, sò mai, ốc sữa, vẹm xanh, có luôn cả ốc hương, ốc bu, ốc móng tay luôn nha. Còn các món đã ướp gia vị bao gồm bò lá lốt nè, thịt bò ướp nè, thịt ba chỉ nè, heo ướp, cánh gà, chân gà, bạch tuộc, bò cuộn, nấm kim châm. Cái quầy live để đồ ăn á, chỉ cần hết một cái là sẽ được chăm lên liền. À, em nói là buffet tư chung nằm ở địa chỉ 597 Lê Văn Thọ, phường 14, Gò Vấp. Thêm một cái là không gian cực kỳ đầm ấm gia đình, rộng rãi và thoải mái. Ở đây mỗi bạn các bạn ngồi sẽ được một bếp than riêng. Các bạn có thể tự nướng hoặc nhờ các anh nhân viên đẹp trai nướng giùm mình luôn. Điểm mà hấp dẫn mụn mỡ nhất là ở đây hào và tôm càng cực kỳ tươi, đã vậy ăn không giới hạn luôn. Bảo đảm các bạn dẫn gia đình đi, người lớn ăn cũng được mà trẻ nhỏ ăn cũng được, đầy đủ các món. Sau khi đã quá no với các món đồ nướng hoặc các món nấu sẵn thì các bạn có thể chuyển qua ăn lẩu. Đó mà người nhìn cái nồi lẩu này đi, so với ở ngoài thì ta nói ối trời ơi là quá lời rồi. Nước lẩu cũng được quán nấu chăm chút kỹ lưỡng lắm nha. Cái vị của em nó chua chua cay cay, húp một cái là tỉnh người luôn. Còn để ăn được với giá 99k thì các bạn cứ tới vào thứ hai tới thứ sáu từ lúc 4 giờ tới 5 giờ. Còn qua cái khung giờ đó thì giá cũng rất là mềm mại, 149k cho chúng ta thôi nè. Buffet lẩu chan hú với bao nhiêu món ăn cùng với lẩu? 100 món. Bao nhiêu tiền? 238 cảnh. Đã vậy còn được gì? Thì bố tính tiền ba lần. Ở quán có tới 4 loại nước lẩu. Hôm nay cũng mở order một loại lẩu Malakin và một loại lẩu gà hầm. Quầy buffet live ta nói có quá trời đồ tráng miệng, bao gồm có kem nè, trái cây nè, nước uống thì có trà xanh nè, trà bách thái nhân sinh, rồi coca, nước ngọt các loại. Ngoài ra có luôn quầy trà sữa tự pha với đầy đủ các loại full topping chân trâu. Thịt ớt, lá sắp, ruột vịt. Hải sản gồm có tôm, nem ngút, bạch tuộc và sò đẹp, khá là tươi. Viên thả lẩu rất nhiều và đa dạng. Đi ăn lẩu nhúng mà không có rau và nấm thì rất là nhà. Đây, rau rất là đa dạng và nấm luôn. Nấm thì có nấm chim châm, nấm xòe. Còn thịt ăn kèm thì nhiều quá, thì sợ bụng bỏ không nhớ hết tên luôn á. Thôi bây giờ đó bụng mà ăn thôi. Chàng những nước lẩu mà là bạn nào mà mê sự cay nồng thì chắc chắn sẽ mê cái lẩu này cho mà xem. Ta nói nước lẩu đã ngon, đồ ăn kèm còn quá trời đó thì đúng là sung sướng. Vị cay tê làm kích thích vị giác đầu lưỡi, còn ta nói có mùi thơm của cái lẩu thì nó thơm cực kỳ luôn. Lẩu Malakin nha mọi người. Có mùi rất là thơm. Kiểu nó mùi thanh thanh đó mọi người. Và rất là ngọt. 9 điểm. Và đây là cách ăn tiết kiệm nhất, đi vào thứ hai tới thứ sáu vào lúc 10 giờ tới 14 giờ chỉ còn có 238 cành, còn ngại ngùng gì mà không đi thử đi. Đang nghèo đó mà tới ngày hẹn hò với người yêu thì làm sao đấy? Thực sự mà nói làm thân trai khổ lắm, cái lúc ế tiền quá chỉ là tiền, cái lúc có bồ rồi tự nhiên tiền nó mất tiêu á, lấy gì mà dẫn người yêu đi ăn đấy? Thì nó lại ngay cái quán lẩu cá viên tự chọn này, siêu rẻ siêu bình dân. Đã vậy sau khi dẫn nàng đi ăn về, bảo đảm nàng nói mình có go luôn thì quá tiện lợi đúng không? Với hơn 60 loại cá viên topping ăn kèm với lẩu thì tha hồ các bạn lựa chọn. Đã vậy còn có một cái quầy tự chọn là nấm nè, là rau nè, rồi thật các bạn muốn ăn gì thì lấy thêm cái đó, giá chỉ tầm từ 5-15 ngàn thôi. Sau cùng là lấy nước chấm rồi đợi nồi lẩu sôi lên bỏ topping vô là ăn thôi. Nếu bạn muốn ăn nhiều loại nước lẩu thì order cái lẩu hai ngăn này, một bên là chua chua ngọt ngọt cay cay của lẩu thái, còn một bên là chua chua cay cay béo béo của tôm dớm. Viên thả lẩu đây thì rất đa dạng và phong phú, có những cái viên mà bụng mỡ chưa bao giờ ăn được lần nào luôn. Từng viên thả lẩu vừa thơm vừa ngon vừa tươi, mà bây giờ chẳng lẽ nói đây là hải đi lao phiên bản lề đường thì nó hơi bị kỳ đó. Không tin thì các bạn nhìn vô nồi lẩu đi coi có giống không nè. Còn theo bụng mỡ, đôi khi ngồi cái viên ngoài đường như vậy nè, vừa mát mẻ vừa thoải mái, giá cả là học sinh sinh viên 199 cành thôi mà có cả buffet lẩu nướng, rồi có cả trải nghiệm không gian Instagram class. Xạo xạo là tao ký đầu nhau bi đệ, nhưng mà mới bước vô nhìn cái không gian sang xịn mịn này là em chịu. Còn quay lại thì đa dạng các loại thịt lắm luôn á, từ bò tảng nè, ba chỉ heo nè, tôm nè, mực nè, rồi bạch tuộc luôn, được cái xếp gọn gàng sạch sẽ, nhìn khá là tươi bắt mắt. Có tới 7 loại sốt tha hồ cho các bạn lựa chọn, có luôn một quầy banchan ăn kèm đầy đủ các loại topping để bạn ăn kèm với đồ nướng. Bạn nào mà mê thế giới Instagram class mà không đi cái quán này là uổng phí lắm luôn á. Từ không gian tới đồ ăn mọi thứ đều ổn áp. Từng miếng thịt bò được nướng trên vỉ chấm kèm với cái loại sốt đậm đà, với từng loại sốt là từng cảm xúc vị giác khác nhau khiến cho bạn ăn hoài không thấy ngán. Đã vậy chiếc bếp nướng của chúng ta còn có lớp viền trứng thơm ngon. Quán buffet thịt nướng Hàn Quốc thì ở Sài Gòn khá là nhiều, nhưng để đạt được các yếu tố như là rẻ là ngon là không gian đẹp là thì Nam Ba là một trong những số đó. Nhìn cái cách đề co từ không gian quán tới đồ ăn được trang trí là các bạn cảm nhận được ngay. Đang ăn thịt nướng mà thèm hải sản có luôn hải sản, đang ăn hải sản tự nhiên thèm lẩu quá có luôn lẩu. Chiều khách đến cỡ như vậy thì hỏi làm sao mà quán không đông cho được. Ta nói nước lẩu cũng ổn áp lắm nha. Bây giờ thì nhá nhẹ cái địa chỉ cho các bạn tới để trải nghiệm nè. Rồi tới công chuyện luôn, một nồi lẩu cá đuối ăn bao
no dành cho hai người, mà giá chỉ có 69 canh và đặc biệt là nằm ở Sài Gòn chứ không phải ở Vũng Tàu đâu nha. Mà nhiều khi nghĩ các anh chủ quán bán ở đây gì đam mê sao mở cái menu ra tàn là 60-70 canh một món thôi. Mà riêng cái phần lẩu cá đuối này chỉ có 69 canh mà quá trời chất lượng luôn, là đã kèm luôn cả bún và rau rồi nha, chứ không phải giống như mấy chỗ khác là cảo cá đuối 69 canh rồi thêm miếng rau 15 canh rồi thêm phần bún 10 canh, vậy là tôi không thích đâu. Vị lẩu thì ngọt thanh chua chua nhẹ nhẹ, miếng cá đuối thì phải nói là tươi và to, ăn cảm giác nó sần sật. Riêng phần lẩu này đi, hai người là ăn bao no. Một nồi lẩu như vậy là bụng mở đếm tầm 8-9 miếng cá luôn, nên sẽ không có tình trạng giành giật nhau mà ăn cá đến nỗi mà sức đầu mẻ chán đâu. Ở đây còn có cả lẩu ếch nè, lẩu cá hồi nè, lẩu cá hú cũng chỉ đồng giá 69k mà thôi. Chưa kể ngoài lẩu ra thì menu khá là đa dạng và phong phú, có đầy đủ thể loại từ lườn ngỗng nè, rồi thịt heo, thịt bò, thịt gà. Riêng cái món chả cá sáo sang này nói là đáng đồng tiền bát gạo luôn. Bên ngoài là chả cá thác lát, ở bên trong là thục vịt bắp thảo, phía trên là một ít trà bông, ăn vào nó sung sướng cái miệng mà nó sang. Đã vậy giá còn mềm, chỉ có 79 canh mà thôi. Chỗ ngồi thì có nguyên một con hẻm rộng rãi thoáng mát luôn. Đã vậy còn nằm ngay trung tâm quận 10 nữa, nằm ở số 8 Nguyễn Giản Thanh nha. Khi đi du lịch Đà Lạt chắc chắn các bạn đã từng ăn hoặc nghe về lẩu bò ba toa nhà gỗ. Hay trên đường vào quán các bạn sẽ thấy hàng chục quán để chữ ba toa. Vậy ba toa đây là gì? Cùng bụng mở đi tìm hiểu cái tên lẩu bò ba toa nhà gỗ tại sao nó được hình thành nha. Trong ra là hồi xưa là Pháp nó tới lập cái ba toa gian nhà, vậy một cái gian nhà là để nhân viên ở, cái gian nhà là để nhốt heo nhốt đồ. Mình mới mở ra là mình thấy lẩu bò ba toa bắt đầu con sống nó ở Sài Gòn về nó mới để rốt cuộc thì cũng đã tường tận về cái chữ ba toa là gì rồi đúng không nè. Mà không cần giới thiệu thì mọi người cũng biết hương vị của em nó xuất sắc tới cỡ nào rồi. Nên một ngày ở quán tiếp khoảng 500-1000 khách là chuyện bình thường. Với sự siêu nhiều của số lượng thịt có trong nồi lẩu, gồm nạm bò và đuôi bò, nước lẩu thì thanh tao ngọt ngào, ăn kèm với rau Đà Lạt xanh xanh, thì thật mà khó khi các bạn lên Đà Lạt mà không ghé ăn lại một lần nữa. Và cho đến hiện tại quán vẫn chưa có một chi nhánh nào mới, nên các bạn cứ lên Đà Lạt mà thấy a ba toa nhà gỗ thì cứ quẹo vô ăn là chính xác. Xin chào, xin chào các bạn, là bụng mở đây. Và hôm rồi qua nhà bạn chơi, tự nhiên đi ngang qua cái chỗ lẩu bò này thấy siêu đông luôn, nên thôi giờ quyết định ghé ăn luôn á. Ai ngờ trời ơi mấy má ơi, nó ngon xuất sắc luôn mấy má ơi. Mà nó có tên quán là Năm Ngự, địa chỉ là 525-14 Quang Trung, Gò Vấp nha mọi người. Ở đây vẫn còn giữ cái nét truyền thống là sao với ông nấu bằng cái lò đất nên cái nồi lẩu lúc nào nó cũng nóng luôn. Và phải nói đúng là cái lẩu ở đây là lẩu đuôi bò nha mọi người, nhưng mà thực chất nói đuôi bò thì thôi, có đầy đủ các loại thành phần của bò luôn. Đã vậy còn có các món ăn kèm như là hột vịt lộn nè, tàu hủ kia nè, rồi rau nè, rồi sợi phở ăn kèm với lẩu, rồi đặc biệt có mì gói luôn, xuất sắc nha. Trong cái nồi lẩu bò là bụng mỡ thấy có nè, đuôi bò nè, bò viên nè, phổi bò nè, thịt bò nè, nạm bò nè, gân bò nè, đậu hũ nè, khoai môn nè. Nói chung cái nồi bò này đối với bụng mỡ là xuất sắc, rất là nhiều thịt luôn. Và giá thành của em nó thì là 258.000 và cái nồi lẩu này được 4 người ăn luôn. Nói chung là cũng hợp lý, rất là rẻ luôn, mọi người nên thử nha. Bây giờ thì bye bye mọi người. Xin chào các bạn, lại là Bụng Mỡ đây. Và hôm nay Bụng Mỡ sẽ dẫn các bạn đi ăn một cái món lẩu cá rất là giá sinh viên nha. Chỉ có 69k và quán tên là Lẩu Cá Hiền Nhi, nằm ở địa chỉ 67 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình đó mọi người ơi. Ở đây quán lẩu cá có ba chị em gái rất là xinh đẹp và chỉ có 69.000, gồm có lẩu cá điêu hồng, lẩu cá ba sa nè. Trời ơi, cái nước lẩu này thì nó đậm đà thiệt luôn á. Cái ớt tế là đặc biệt mấy chị em Hiền Nhi tạo ra luôn nha mọi người. Chỉ có 69.000 nhưng ở phần đó chúng ta sẽ có ba khứ cá ba sa nè, rồi một dĩa rau, một phần bún và một bánh mì. Trời ơi, ăn ở đâu mà rẻ mà ngon vậy. Mà thật sự cái nước lẩu á nha, nó đậm đặc đó, nọ các bạn ăn nha, nó xuất sắc cái sa tế. Các bạn đừng ăn gọi là sao ta, đừng bỏ quá nhiều, tại vì nếu bỏ quá nhiều nó sẽ bị cay đó, thật sự. Còn về cá và bún và rau thì tao nói tươi xanh như nồi canh luôn, thật sự. Cái nồi lẩu này mà mùa mưa các bạn đi ăn hai người 69k thì quá tuyệt vời, thì hãy đến với Lẩu Hiền Nhi thôi. Bây giờ thì hết rồi, bye bye mọi người. Thư quán buffet hải sản bò Mỹ mà chỉ có 232 canh thì sẽ như thế nào? Bạn đang tìm một chiếc quán để đãi sinh nhật cho gia đình, liên hoan cho công ty thì đây là chiếc quán mà bạn đang cần đến nó. Vừa bước vào quầy like thôi là các bạn sẽ được thưởng thức ngay những món ăn đậm chất Trung Hoa. Còn về số lượng thịt nướng thì các bạn nhìn đi, trời ơi, tôi không kể hết được, có cả sườn bò, bắp bò, ba chỉ heo. Nội nhìn cái miếng sườn bò này thôi là các bạn đã cảm nhận được sự chất lượng của em nó. Từng sớ thịt bò được tẩm ướp kỹ càng, chấm kèm cái nước sốt đậm đà tan vào cuốn họng của các bạn, trời ơi, đã lắm luôn á. Đã vậy không gian quán còn đầm ấm sang trọng, thích hợp cho gia đình lắm luôn. Ngoài thịt bò phong phú và đa dạng ra thì hải sản là một điều mà mẹ tôi rất thích, có cả bạch tuộc nè, tôm mực nè. Trời ơi, sinh nhật mẹ tôi phải dẫn mẹ tôi đi chỗ này thôi. Và thông thường những cái quán buffet thịt nướng mà có ăn kèm lẩu thì hay làm lẩu cho có lắm. Còn ở Vili Life thì không, nhưng mọi người chỉnh chu tới từng giọt nước lẩu luôn. Biết rằng so sánh là điều không nên, nhưng mà thật sự chất lượng ở đây ngang bằng với hai Vili Life luôn đó.
ở chi nhánh này thì chỉ có hai loại nước lẩu, còn các bạn muốn ăn lẩu đã hơn thì tới chi nhánh 1 ở Điện Biên Phủ. Nhưng mà hai chi nhánh là hai mô hình khác nhau nha, một cái chuyên về lẩu, một cái chuyên về đường nướng nhá. Vậy cái địa chỉ cho các bạn tới trải nghiệm nha. Bà Phương Quanh ơi, là bà Phương Quanh ăn lẩu bò đâu mà không được, phải ăn lẩu bò ở chỗ này mới chịu là sao? Mà cũng là lẩu bò, nhưng mà lẩu bò con chủ tịch này nó lạ lắm nha bà con. Thứ nhất là em nó không bán ăn ở lại, chỉ là một chiếc xe nhỏ nhỏ, chỉ là chuyên bán mang về mà vô rớt rẻ lắm, mua chưa đầy 5 phút là xong rồi đó. Mọi thứ từ thịt thà, nước lẩu rồi rau ăn kèm đều được đóng gói trước hết. Tới nơi các bạn chỉ cần cầm 150 cành ra và đem về thế là xong. Đã vậy còn được tặng 10 cái khẩu trang mang về, chương trình khuyến mãi này nghe hấp dẫn dễ sợ. Mà thật sự lúc đầu Bụng Mỡ đánh giá em nó không cao, tại vì nhìn không có hoành tráng cho lắm, cho tới khi đổ ra thì hết hồn. Với một phần lẩu 150 cành mà có luôn cả bò viên nè, nạm bò nè, đuôi bò nè, rồi có cả sụn bò, tàu hũ, khoai lang, có kèm cả rau và mì luôn, nói chung là khá là tươm tất. Một điểm cộng mà Bụng Mỡ thấy là quán khá là tinh tế là cho nước lèo khá là nhiều. Mà đúng rồi, phải như vậy chứ, tại vì muốn mang về mà, lỡ ăn nửa chừng mà hết người ta nói cọc ngang sao. Về phần thịt thì Bụng Mỡ thấy khá là tươi và ngon, đặc biệt là không bị hôi mùi bò. Còn ông nội bên trợ lý thì không biết ông đang làm cái quái gì nữa, chắc đang bịt mắt lại cảm nhận đồ ăn cho ngon nhất có thể. Nói chung thì Bụng Mỡ khá là ổn áp, phù hợp các bạn học sinh sinh viên mua về, được cái là nhanh gọn lẹ và bảo đảm vừa ngon vừa no. Riêng Bụng Mỡ là thích nhất cái phần đuôi bò, không phải quán nào cũng có đâu nha. Em mới mắc lắm á, em mới nằm ngay ngã ba Nguyễn Văn Linh với Lê Lợi gần chợ Gò Vấp nha. Ngoài ra còn có 7 điểm bán khác nữa để phục vụ bà con cô bác anh chị học sinh sinh viên. Chưa kể cái này mới chấn động nè, đang mua 1 tặng 1 tức là 75.000 trong cái lòi lẩu này thôi đó. Bạn đang muốn ăn cái gì đó ngon đúng không? Hỏi Bụng Mỡ, Bụng Mỡ chỉ cho. Cái gì? 139 cành mà đi ăn lẩu bò thả ga, có liệu xạo quá không ta? Rồi rồi xạo chắc luôn, kêu đi ăn lẩu bò mà nhắc vô quán Thái chi vậy ông Bụng Mỡ? Ôi là cái gọi cá chê này chi vậy, sao hay ga dễ quá dạ. Ăn thử cái cao này, ngon nha. Rồi thấy ông nói làm tới ông nội, ôi là cái mực sữa sốt me này chi, đi ăn lẩu bò mà. Nhưng mà cũng ngon luôn nha, lớp bột á thì giòn rụm, bên trong bé mực nó tươi rói. Rồi đây đây, lẩu bò tôm dùm tới đây. Ăn kèm sẽ là ba chỉ bò và bắp bò, ăn không giới hạn luôn. Mà ăn thịt bò không thì ngán thì ta bỏ thêm miếng nấm, miếng rau, miếng bắp, thêm một miếng bắp cải, thêm một miếng rau muống nữa cho cuộc sống nó thanh đạm hơn. Ta nói hoành tráng chưa, nước lẩu thì thanh thanh ngọt ngọt, công hậu vị béo thì béo. Rồi các bạn nhìn thấy cái nồi nhỏ sợ là ít đúng không? Yên tâm, bò nè, nước lẩu nè, rau nè, cứ chăm lên không giới hạn. Rồi mấy cái ông mà đi với người yêu phải đo đờ cái trà sữa sốt xương sáo này, tại vì nó ngọt ngon. Mấy bả mà uống cái này là yêu mấy ông gấp dạng 10 lần. Cho dù mấy ông có đần thì mấy bả vẫn còn yêu. Đây nha, địa chỉ ghi rõ ràng, đừng nói ông ghi quạo lắm á. Ở đây có lẩu một người, ăn phải một cái mỉm cười cái ngon. Có một sự thật là tuy nói là lẩu một người nhưng mà Bụng Mỡ vô đây thì thấy cái cặp đôi hoặc nhóm bạn đi không à. Tiệm nằm trên đường Nguyễn Tri Phương đối diện đại học kinh tế nha. Tí xíu nữa là mình dụ đi một người là buồn lắm luôn. Một nồi lẩu full topping ở đây thì Bụng Mỡ thấy có giá 48 cành. Nhưng mà bà người yêu của tôi thì thích phần combo 165 cành hơn, tại vì có thêm hai ly trà tắc và trà đào được pha rất là đậm vị thơm ngon. Rồi có thêm hai nồi lẩu bé bé xinh xinh, thêm một dĩa nấm và thêm một dĩa topping đồ ăn. Tính ra nếu mà order như vậy thì tiết kiệm hơn nhiều luôn á. Đúng là bà người yêu quốc dân của tôi mà, thương thương. Trong hai phần nồi lẩu thì có sẵn topping ở dưới đáy nồi rồi nha. Bây giờ các bạn cứ bắt bếp lên rồi ăn thôi. Nước lẩu ở đây thì là lẩu Thái chua chua cay cay, tấp bên ăn kèm có thể là không quá nhiều nhưng rất là chỉnh chu. Nào là tôm nè, mực nè, tàu hũ cá nè, rồi chả cua nè, rồi có cả ba chỉ bò cuộn nấm kim châm. Cái khúc này tôi với bà nhà đang dành cái phần tấp bên thứ ba nè mọi người, phải quánh tù xì luôn á. Lần đầu tiên thấy bà đi ăn lẩu mà không sợ mập luôn, chắc có lẽ gu của chị là món này rồi quá. Rồi một điểm cộng siêu lớn nữa là dành cho sự chỉnh chu nha các bạn, có đến ba chén nước chấm luôn. Nào là muối tiêu xanh nè để chấm hải sản nè, còn bạn nào không thích thì có thể chấm nước mắm. Còn riêng Bụng Mỡ ai chấm thì chấm, còn riêng tôi chấm tương ớt thôi. Bà người yêu tôi á, chưa thích lẩu ở đây với lý do là mỗi người mỗi cái lẩu, anh khỏi dành ăn đồ ăn của em.